Chào mừng các em học sinh quay trở lại với kênh Học Toán Online. Trong video hôm nay, chúng ta tiếp tục chương trình của môn Toán lớp 2 sách cánh diều. Rồi bây giờ mời các em mở sách giáo khoa môn Toán lớp 2 sách cánh diều. Trang 44-45. Bài luyện tập. Rồi đầu tiên chúng ta cùng làm bài tập số 1. Lúc đầu trên sân có 6 bạn đang chơi. Sau đó có thêm 5 bạn đi đến. Hỏi trên sân có tất cả bao nhiêu bạn? Thì ở video trước, chúng ta đã học về bài toán liên quan đến phép cộng, phép trừ. Thì để giải bài này, các em cần phải thực hiện theo 3 bước. Nếu em nào chưa xem video trước thì các em có thể xem lại video đó, được đặt trong phần danh sách phát ở cuối video này. Các em phải xem được video trước thì các em mới hiểu được bài này. Để giải một bài toán liên quan đến phép cộng hay là phép trừ, các em thực hiện theo 3 bước. Bước thứ nhất là các em phải xác định được phép tính. Đó là phép tính cộng hay là phép tính trừ. Sau khi đã thực hiện được việc là xác định phép tính rồi, thì các em bắt đầu giải. Thứ nhất là các em viết lời giải. Bước 1 là viết lời giải. Bước 2 là các em viết phép tính. Và bước 3 là các em viết đáp số. Rồi trước hết là các em xác định được trong bài toán này chúng ta thực hiện phép cộng hay là phép trừ. Có 6 bạn đang chơi. Sau đó có thêm 5 bạn đi đến. Ở đây thêm là cộng và bớt là trừ. Thêm 5 bạn đi đến tức là cộng thêm 5. Như vậy chúng ta xác định đây là bài toán liên quan đến phép cộng. Sau khi đã xác định được bài toán liên quan đến phép cộng thì chúng ta sẽ bắt đầu thực hiện các bước giải bài toán này như sau. Bước thứ nhất là các em viết lời giải. Để viết được lời giải thì ở video trước thầy giáo đã hướng dẫn các em rồi. Trước hết là các em viết câu hỏi ra giấy nháp này. Câu hỏi của bài toán này là hỏi trên sân có tất cả bao nhiêu bạn. Vì đây là câu trả lời cho nên các em sẽ bỏ từ hỏi đi. Và từ bao nhiêu này các em bỏ đi. Các em thay bằng từ số và các em thêm chữ là vào đằng sau, chữ là vào cuối câu. Như vậy chúng ta có câu trả lời là trên sân có tất cả số bạn là. Bước 1 là các em viết câu trả lời. Trên sân có tất cả số bạn là. Bước 2 là các em viết phép tính. Chúng ta vừa xác định được đây là phép cộng. Có 6 bạn. Thêm 5 bạn nữa là cộng 5. Cách nhẩm thì các em cũng học cách nhẩm ở các bài trước rồi. Phép cộng có nhớ trong phạm vi 20. Cách nhẩm, các em nhẩm là 6 cộng mấy bằng 10. 6 cộng 4 bằng 10. Số 4 đó các em bớt ra từ số 5 này. 6 cộng 4 thì 5 phải trừ đi 4. 6 cộng 4 bằng 10, 5 trừ 4 bằng 1, đúng không? 6 cộng 4 bằng 10 này, 5 trừ đi 4 bằng 1, 10 cộng 1 bằng 11. Trên sân có tất cả là 11 bạn. Rồi, bước thứ 3 là các em viết đáp số, 11 bạn. Các em nhớ cách trình bày. Cách trình bày thì phép tính là các em phải viết thụt vào từ 1 đến 2 ô so với câu trả lời. Đáp số thì các em cũng viết thụt vào 1 đến 2 ô so với phép tính. Rồi bây giờ các em sang bài tập số 2. Cường có 12 quả bóng. Cường cho em 5 quả. Hỏi Cường còn lại bao nhiêu quả bóng? Rồi trước hết là các em xác định được
Đây là bài toán liên quan đến phép cộng hay là phép trừ. Cường có 12 quả bóng. Cường cho em 5 quả. Có 12 quả, cho em 5 quả. Cho tức là trừ đi. Như vậy là các em sẽ thực hiện phép tính là 12 trừ 5. Có 12 quả bóng, cho em 5 quả, tức là trừ đi 5. Như vậy các em xác định được đây là bài toán liên quan đến phép trừ. Sau khi xác định được đây là bài toán liên quan đến phép trừ thì các em sẽ bắt đầu thực hiện các bước để giải bài toán này. Bước 1 là các em viết lời giải. Để viết được lời giải thì các em phải viết câu hỏi ra giấy nháp. Hỏi Cường còn lại bao nhiêu quả bóng? Vì đây là câu trả lời cho nên các em sẽ bỏ từ hỏi đi. Từ bao nhiêu các em thay bằng từ số và các em thêm từ là ở cuối câu. Như vậy chúng ta có câu trả lời là Cường còn lại số quả bóng là. Cường còn lại số quả bóng là 12 quả bóng. Cho em 5 quả. Cho đi tức là trừ đi. Trừ đi 5. Các em nhẩm phép tính này như sau. Trước hết là các em lấy số 12. Các em trừ đi chữ số hàng đơn vị của nó là 2. Sau đó các em lấy 5, các em trừ đi 2. 12 trừ 2 bằng 10. 5 trừ 2 bằng 3. Rồi cuối cùng là các em lấy 10 trừ 3 bằng 7. 7 quả. Và đáp số là các em viết là 7 quả bóng. Rồi ở đây các em cũng chú ý đến cách trình bày. Lời giải. Phép tính, đáp số. Phép tính viết thụt vào 1 đến 2 ô so với lời giải. Đáp số các em viết thụt vào 1 đến 2 ô so với phép tính. Rồi bây giờ các em sang bài tập số 3. Sang bài tập số 3 này thì các em tự làm các bước từ viết lời giải đến phép tính và đáp số, các em làm hoàn toàn. Giải các bài toán sau, bài tập số 3, tham dự cuộc thi viết về chủ đề Em yêu biển đảo Việt Nam. Đội Hải Âu có 25 bài dự thi, đội Chim Én có 30 bài dự thi. Hỏi hai đội có tất cả bao nhiêu bài dự thi? Rồi trước hết là các em xác định được đây là bài toán liên quan đến phép cộng hay là phép trừ. Đội Hải Âu có 25 bài, đội Chim Én có 30 bài. Hỏi cả hai đội có tất cả bao nhiêu bài? Muốn biết hai đội có tất cả bao nhiêu bài thì các em sẽ lấy số bài của Hải Âu cộng với số bài của Chim Én. Tức là chúng ta có phép tính cộng 25 cộng với 30. Rồi sau khi xác định được đây là bài toán liên quan đến phép cộng thì các em sẽ bắt đầu thực hiện các bước để giải bài toán này như sau. Bước 1 là các em viết lời giải. Viết lời giải thì các em phải viết câu hỏi ra giấy nháp. Câu hỏi là hỏi hai đội có tất cả bao nhiêu bài dự thi. Đây là câu trả lời cho nên các em sẽ gạch từ hỏi đi. Các em thay từ bao nhiêu này. Các em bỏ từ bao nhiêu đi. Các em thay bằng từ số. Như vậy, sau đó là các em thêm từ là ở cuối câu. Như vậy hai đội có tất cả số bài dự thi là. Hai chấm, đúng không? Rồi, bước 1 này. Bước 1 là các em viết lời giải. Hai đội có tất cả số bài dự thi là. Hai chấm. Bước 2 là các em viết phép tính. Và các em nhớ là viết phép tính phải lùi vào 1 đến 2 ô so với câu lời giải. Rồi, ở đây, đội Hải Âu có 25 bài dự thi cộng với đội Chim Én có 30 bài dự thi. Bây giờ các em lấy giấy nháp ra, các em đặt tính và thực hiện phép tính này. 25 cộng với 30. 5 cộng 0 bằng 5. 2 cộng 3 bằng 5. Rồi bằng 55. 55 bài đó nha. Sau đó là các em đáp số này, 2 chấm này. 55
Các em viết cụ thể ra là bài dự thi. Được chưa? Các em nhớ cách trình bày. Lời giải. Phép tính đáp số. Phép tính viết lùi vào 1 đến 2 ô so với lời giải. Đáp số viết lùi vào 1 đến 2 ô so với phép tính. Rồi bây giờ mời các em sang bài tập số 4. Lớp 2B trồng 12 khóm hoa. Trong đó có 3 khóm đã nở hoa. Hỏi còn bao nhiêu khóm chưa nở hoa? Rồi trước hết là các em xác định được đây là bài toán liên quan đến phép cộng hay là phép trừ. 12 khóm hoa. Trong đó có 3 khóm đã nở hoa. Muốn biết còn bao nhiêu khóm chưa nở hoa thì các em phải lấy 12 khóm này. Các em trừ đi 3 khóm đã nở. Các em trừ đi 3 khóm đã nở thì còn lại là những khóm chưa nở hoa. Đến đây thì các em xác định được đây là bài toán liên quan đến phép trừ và các em cần thực hiện phép tính là 12 trừ đi 3. Sau khi đã xác định được bài toán liên quan đến phép trừ rồi thì các em sẽ tiến hành các bước để giải bài toán. Bước 1 là các em viết lời giải bằng cách là các em viết câu hỏi ra giấy nháp. Hỏi còn bao nhiêu khóm chưa nở hoa? Đây là câu trả lời cho nên các em sẽ gạch từ hỏi đi. Các em bỏ từ bao nhiêu đi, các em thay vào đó là từ số. Còn số khóm chưa nở hoa là. Rồi. Bước 1 là các em viết lời giải. Còn số khóm chưa nở hoa là 12 khóm tất cả. Trừ đi 3 khóm đã nở hoa. Trước hết là các em lấy 12. Các em trừ đi chữ số hàng đơn vị của nó là 2. 12 trừ 2 bằng 10. Sau đó các em lấy 3 trừ 2 bằng 1. Cuối cùng các em lấy 10 trừ 1 bằng 9. 9 ở đây là 9 khóm. Và đáp số là 9 khóm hoa. Và các em cũng nhớ cách trình bày. Phép tính các em viết lùi vào 1 đến 2 ô so với lời giải. Đáp số các em viết lùi vào 1 đến 2 ô so với phép tính. Và các em nhớ là còn số khóm chưa nở hoa là. Các em nhớ viết 2 chấm này. Đáp số các em cũng viết 2 chấm này. Rồi như vậy là video hôm nay xin được kết thúc ở đây. Cảm ơn các em đã dành thời gian để theo dõi video. Đừng quên ủng hộ kênh Học Toán Online bằng cách nhấn vào nút đăng ký và bấm chuông để nhận được những video mới nhất. Rồi xin chào và hẹn gặp lại các em trong các video kế tiếp. Chúc các em học tốt.